mà cháu đi vào rừng tìm quả đi bán thôi nhỉ. Ừ, thế đi thôi nhặt mà nhặt. Đây. Đấy bà con thấy ngon. Hãy subscribe cho kênh Nguyễn Thị Loan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, để vào túi đi. Đi thêm nhỏ này nữa đi bán lên. Con đặt túi ở bên ta ơi. Nên lấy thôi thì nên trước đến đó. Con cầm cho ba đi.
Đây được chưa? Người bán bao nhiêu ấy cháu? Vâng. Vâng.
được nhiều ấy. Đói chưa? Đói rồi bà. Đói à? Thế đi lấy củi nấu ăn thôi nha. Con lấy lúa đi. Con nước trong con ngủ thôi. Ba lấy nước cho. Nước đây đây.